quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Hôm nay Chủ nhật, ngày 5 tháng 11 năm 2017. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Định hướng của ngành nông nghiệp trong việc củng cố niềm tin của người dân trên những cánh đồng lớn, nâng cao mức thu nhập từ 10 đến 30% so với canh tác thông thường. Tiện lợi hệ thống phao cứu sinh, hành khách mỗi khi qua đò không cần phải mặc áo phao. Người dân khu vực Nam Bộ không chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 12, nhưng vẫn phải đối mặt với triều cường đang tiếp tục dâng cao. Thưa quý vị và các bạn, việc quy hoạch, cải tạo và phát triển chợ, trung tâm thương mại là yêu cầu tất yếu của quá trình phát triển kinh tế xã hội theo hướng văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, công tác quản lý đẩy mạnh tiến độ các dự án này của tỉnh trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu vấn đề giải phóng mặt bằng. Hạn chế này đã được ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, định hướng đến 3 chủ đầu tư trung tâm thương mại, cái tắc 1.000 và thị trấn 7.000, huyện Châu Thành A. Hiện cả 3 dự án này vẫn chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng. Người dân cho rằng giá bồi thường thấp, một số phần đất của bà con nằm ở vị trí giáp ranh dự án nên không chịu di dời, khiến dự án bị trì trệ. Ông Nguyễn Văn Tuấn yêu cầu các nhà đầu tư sớm chuyển tiền cho trung tâm phát triển quỹ đất để chi trả tiền cho các hộ dân đã hoàn tất các thủ tục. Đối với các hộ có phần đất nhỏ giáp ranh với dự án thì phải có báo cáo cụ thể lên chính quyền địa phương để xem xét và có hướng giải quyết, đồng thời cam kết với trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện giải phóng mặt bằng kịp thời đúng quy định. Thưa quý vị, đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ luôn được tỉnh ưu tiên, tạo ra giá trị và nâng cao hiệu quả sản xuất. Vì vậy, 4 công trình nông nghiệp trọng điểm trong năm nay được Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tăng tốc thực hiện. Trong đó, công trình nạo vét kênh rạch huyện Vị Thủy và Châu Thành A đã thực hiện đạt trên 80% khối lượng. Dự án cống Hậu Giang 3 đạt trên 60% khối lượng. Riêng đối với dự án kè kênh Sáng Sà No giai đoạn 2 có tổng chiều dài hơn 18 km đi qua huyện Vị Thủy, Châu Thành A và thành phố Vị Thanh, tiến độ giải ngân đạt trên 95%. Hiện Ban Quản lý Dự án đang phối hợp với các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng hơn 300 mét kè còn lại, kịp hoàn thành vào cuối năm. Do xuất khẩu thuận lợi, thời gian gần đây giá lúa tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tăng lên khiến bà con vui mừng. Hiện tại thì còn khoảng 1 tháng nữa là nông dân trong vùng mới xuống giống vụ cao điểm lúa đông xuân 2017-2018. Tuy nhiên, theo ghi nhận thì hiện nay nhiều mặt hàng phân bón đã tăng giá mạnh. Thông thường thì vào đầu vụ lúa đông xuân, giá phân bón đều tăng nhẹ. Riêng năm nay tăng mạnh ở mức từ 40.000 đến 90.000 đồng mỗi bao so với cùng kỳ, bởi nguyên liệu đầu vào nhập từ các nước đều tăng, kéo giá phân bón sản xuất trong nước tăng theo. Nguồn cung thiếu, giá tăng cao, kéo theo hàng kém chất lượng sẽ có cơ hội trà trộn vào thị trường, rất khó kiểm soát. Thưa quý vị, từ một tỉnh có giá thành sản xuất lúa cao nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, từ 4.000 đến 4.200 đồng một ký, Hậu Giang vươn lên trở thành tỉnh có giá thành sản xuất thấp nhất, chỉ khoảng từ 2.700 đồng đến 2.800 đồng một ký. Thu nhập người trồng lúa cũng tăng từ 10 đến 30% so với trước, cho thấy hiệu quả xây dựng cánh đồng lớn, nâng cao chuỗi giá trị sản xuất lúa. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, những hạn chế đang tồn tại cần một tư duy mới để phù hợp hơn trong thời kỳ hội nhập. Càng quan trọng ngay trong thời điểm đang bắt đầu vào vụ đông xuân 2017-2018. Đồng hành với Hậu Giang ngay từ những ngày đầu xây dựng cánh đồng lớn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vĩnh Lộc trực thuộc tập đoàn Lộc Trời luôn kỳ vọng mở rộng diện tích liên kết sản xuất với bà con nông dân. Tuy nhiên, do tập quán canh tác manh mún nhỏ lẻ với quy mô sản xuất chưa đầy 1 hecta mỗi hộ dân đã khiến công ty gặp khó trong quá trình hỗ trợ kỹ thuật canh tác thông qua đội ngũ kỹ sư ba cùng. Đây cũng chính là lý do khiến diện tích cánh đồng lớn mà tỉnh triển khai trong 4 năm qua chỉ vỏn vẹn gần 6.500 hecta, tương đương khoảng 10% tổng diện tích. Trong cái kế hoạch mà của công ty thì trong cái vụ đông xuân tới đó là sẽ kết hợp những cái hợp tác xã. Nếu mà cái hợp tác xã trên địa bàn của tỉnh Hậu Giang mình có nhu cầu đó thì công ty cũng sẽ cung cấp vật tư đầu vào, cử cán bộ kỹ thuật xuống để cùng với hợp tác xã
để mình thực hiện. Xác định hợp tác xã là đầu mối gắn kết trong chuỗi sản xuất giữa nông dân và doanh nghiệp. Vụ đông xuân tới đây, ngành nông nghiệp tỉnh dự kiến sẽ mở rộng diện tích cánh đồng lớn lên 11.000 ha, tăng hơn 4.500 ha so với năm ngoái. Tất cả đều được 10 doanh nghiệp chủ động bao tiêu sản xuất từ đầu vào đến đầu ra, dựa trên đầu mối liên kết chính là 20 hợp tác xã trong tỉnh. Cái mong muốn của doanh nghiệp là ký hợp đồng trực tiếp với hợp tác xã, chứ không phải là ký hợp đồng là từng hộ riêng lẻ. Đây cũng là cái nét mới trong cái cánh đồng lớn năm 2017-18 vụ đông xuân này. Để làm sao, tức là để đạt tiêu chí, có nghĩa là trong 3 năm liên tiếp là cái tiêu chí cơ bản là phải có một cái doanh thu từ 1 tỷ trở lên, thì lúc đó là mới hưởng được các cái cơ chế chính sách của chính phủ, cũng như là từ cái dự án VSAT đem lại cho hợp tác xã cũng như cái người nông dân. Vượt qua những bỡ ngỡ, trở ngại ban đầu trong quá trình liên kết, hợp tác, khó khăn nhất là những bất đồng xảy ra, thậm chí dẫn tới bẻ kèo trong khi thực hiện hợp đồng đã ký kết. Những cánh đồng lớn mà Hậu Giang đã và đang hướng tới vẫn khẳng định hướng đi tất yếu, vừa giảm chi phí, tăng thu nhập từ 10 đến 30% so với canh tác thông thường, vừa góp phần nâng cao giá trị của hạt gạo. Tiện lợi, hệ thống phao cứu sinh, hành khách mỗi khi qua đò không cần phải mặc áo phao. Người dân khu vực Nam Bộ không chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 12, nhưng vẫn phải đối mặt với triều cường đang tiếp tục dâng cao. Thưa quý vị, bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đang là vấn đề báo động ở các quốc gia. Tại Việt Nam, thống kê năm 2010, có 58% phụ nữ đã từng chịu ít nhất là một trong ba hình thức bạo lực, thể chất, tinh thần hay là tình dục. Vì vậy, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 với chủ đề chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Đây là năm thứ hai Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, diễn ra trên cả nước từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2017, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội bình đẳng, tiến bộ, phát triển bền vững và không còn ai bị bỏ lại phía sau, khẳng định tầm quan trọng của việc quy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng, đặc biệt là nam giới, thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và cam kết phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Sau một năm thi công, gói thầu số 5 công trình tại Trung đoàn Bộ binh 114 với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng vừa được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đưa vào nghiệm thu. Đơn vị cũng yêu cầu nhà thầu sớm hoàn chỉnh những vị trí chưa phù hợp, sớm bàn giao cho đơn vị sử dụng. Công trình với hội trường 200 chỗ ngồi, nhà làm việc Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Bộ binh Hậu Giang, ba nhà kho và nhà trực ban được thiết kế theo đúng mẫu quy định, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tạo điều kiện để trung đoàn nâng cao chất lượng trong huấn luyện, học tập, sinh hoạt, từng bước xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị, trên những tuyến đường giao thông nông thôn ở các xã của tỉnh Hậu Giang, do ít có cầu kiên cố bắc qua sông, cứ vài cây số lại thấy xuất hiện một bến đò ngang. Càng nguy hiểm, cứ mỗi khi mưa bão về thì nhiều chủ đò lại cố tình chở quá tải, trong khi đối tượng sang sông chủ yếu lại là học sinh. Tai nạn chực chờ là vậy, nhưng theo khảo sát, hầu hết phương tiện đò ngang đều cũ kỹ, rào chắn bảo vệ sơ sài và hoàn toàn không được trang bị phao cứu sinh. Chính điều này đã thôi thúc một em học sinh ở thành phố Vị Thanh cho ra mắt sản phẩm vô cùng tiện lợi. Đặc biệt, thiết kế này còn có hệ thống nhắc nhở rất độc đáo. Mỗi khi lên đò thì các bạn học sinh chen nhau, rồi cái đò thì nó thẳm, nó không có phao, nó cũng không có phao cứu sinh. Đi qua đây nó quá lẹ sông nhỏ, người ta vừa mặc là nó vừa tới rồi. Vậy đó, thành ra nó cũng bất tiện cho cái việc mà của khách đó, người ta đi qua bạn chưa xong nữa là nó lên bờ rồi. Nó vậy đó, thành ra người ta ít bạn. Có lẽ từ sự bất tiện này, em Huỳnh Tấn Hiếu,
học sinh trường Trung học phổ thông Kim Thành Tấn, thành phố Vị Thành, quyết tâm cho ra mắt sản phẩm có thể giúp mọi người dễ dàng sử dụng mỗi khi qua đò. Chỉ với một chiếc phao có hình hộp chữ nhật được thiết kế thêm tay cầm, có kích thước ngang 6 tấc và dài 8 tấc, rất phù hợp với trẻ em và những người từ 80kg trở xuống. So với phao truyền thống thì cái phao này nó có tiện dụng hơn, là chỉ cần người ta đi ngang vịn vào và lấy xuống, xong rồi chỉ cần đặt lên cái thanh sắt trên đò thì nó có thể tự dính lại và không cần những người thu gom phao như các phao truyền thống trước đây. Lý do là hệ thống phao đó nó có trang bị các nam châm giúp cho nó đính chặt trên các thanh sắt. Sản phẩm được đặt ở vị trí thuận lợi nhất trên chiếc đò, dễ dàng cho người sử dụng. Hệ thống còn có điểm nhấn khi được chính tác giả lắp đặt thêm bộ cảm biến biết nói. Hệ thống nhắc nhở thì khi đi ngang thì nó sẽ nhận được tín hiệu và phát ra âm thanh trong bán kính khoảng 3-5 mét, thì nó sẽ kêu xin mời mặc áo phao trước khi xuống đò từ 1-2 phút. Thì từ 1-2 phút đó thì bến đò cũng sẽ đi từ bến này bên sông qua bến bên đây. Đang vào cao điểm của mùa mưa nhưng các chuyến đò ngang không an toàn vẫn hoạt động liên tục ngày đêm, khiến tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì thế, với hệ thống phao cứu sinh gọn nhẹ, tiện lợi này, Hiếu đặt hy vọng sản phẩm của mình sẽ được nhiều người đón nhận và cũng để hình thành thói quen sử dụng phao khi qua đò, đảm bảo sự an toàn. Thưa quý vị, hiện tại bão số 12 đã qua đi nhưng vẫn để lại nỗi mất mát rất lớn, mức thiệt hại tăng từng giờ. Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đến thời điểm này bão Damrey đã khiến 27 người thiệt mạng, 22 người mất tích và hơn 26.000 ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái, hư hỏng. Rất nhiều người dân ở Khánh Hòa và Phú Yên đã không thể trở về nhà. Và còn ở các tỉnh Nam Bộ, áp thấp nhiệt đới đã tan nhưng vẫn thường xuyên có mưa. Đáng lưu ý là triều cường dâng cao ở các sông nên dễ xảy ra hiện tượng ngập úng. Tại thành phố Cần Thơ, ảnh hưởng của triều cường làm nhiều khu dân cư và tuyến đường ngập cục bộ. Do triều cường rằm tháng 9 âm lịch lên nhanh và đạt đỉnh, khiến nước sông theo hệ thống thoát nước và các kênh rạch tràn vào các quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt, giao thông, kinh doanh của người dân. Điểm ngập nghiêm trọng nhất là quanh khu vực Hồ Sáng Thổi, phường An Cư, quận Ninh Kiều, nhiều nơi ngập sâu 30-40cm. Bữa nay là coi như là 17 là nước chảy bờ đó, là nước cao hơn là mỗi ngày đó. Thì coi như là 4 giờ sáng là nó ngập 5-6 tấc nước á, là trên cái bằng cái mặt lộ á. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước đo được hôm nay ở Cần Thơ trên sông Hậu là 1m99, trên báo động 3 là 0,09m. Sau đó tiếp tục lên nhanh và đạt đỉnh vào ngày 7 tháng 11. Cũng trong đợt triều cường mấy ngày qua, nhiều địa phương trong tỉnh Hậu Giang có nhiều tuyến đê bao, bờ dùng và cống đập bị ảnh hưởng. Để sớm khắc phục, chính quyền và nhân dân đang khẩn trương gia cố lại. Tuy nhiên, mức triều cường ghi nhận trong sáng nay tiếp tục dâng cao. Bà con ở huyện Châu Thành và thị xã Ngã Bảy rất vất vả để đối phó. Nửa tháng nay, chiếc mô tơ này luôn được ông Chính đặt xuyên suốt ở đây để sẵn sàng bơm tháo nước. Nếu không có nó, thì không chỉ 20 căn phòng trọ của gia đình ông mà nhà của hàng trăm hộ dân ở phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy sẽ ngập ngụa trong biển nước. Nắm được cái tình hình nước lũ dâng cao thì mình mới là có khâu chuẩn bị, mới trang bị máy bơm rồi các thứ xây bao quanh, xây tường bao quanh rồi không cho nước nó tấn công vào. Rồi khi mà chiều cường lên thì mình bơm nước, nó có gỉ vô thì mình bơm ra. Theo ghi nhận, 4 giờ sáng nay triều cường bắt đầu dâng cao, đạt đỉnh 1 thước 49, cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây và cao hơn ngày thường từ 7 cho đến 8 tấc nước. Nước tràn vào nhà, bà con phải chật vật, vừa tát nước vừa phải kê cao đồ đạc. Đến 6 giờ sáng, tuyến đường hơn 2 cây số trên quốc lộ 1A, đoạn giáp với địa phận tỉnh Sóc Trăng bị ngập cục bộ trong nhiều giờ liền. Như quý vị đang thấy thì ngay sau lưng tôi, nước đang dâng lên rất là cao, khiến cho hàng trăm xe chết máy và nhiều người dân khác đang phải chờ đến khi triều cường rút thì mới có thể tiếp tục di chuyển. Tôi thì mới lại chừng nửa tiếng đồng hồ, nhưng mà cô bác đây thì đã lâu lắm rồi, đã mấy tiếng rồi.
ngập. Qua là xe đã chết máy tại vì nước nhiều quá. Tôi dọn bên đây rồi là bên kia bị ngập đó. Nó mau lên lắm. Bởi vì nó ngay dưới nó đục lên cũng có. Rồi lớp ở trên nó tràn vô nè cũng có. Mình là không kịp á. Nó nhà tôi vô tắt luôn á. Mà nó tắt cho cái chỗ tắt cửa luôn á. Còn tại huyện Châu Thành, do địa hình tiếp giáp với sông Hậu nên nhiều điểm của huyện tiếp tục xảy ra ngập cục bộ cũng như nước tràn qua đê. Kinh Cơ Ba là một trong 15 tuyến được huyện đầu tư nạo vét trong thời gian qua. Tuy nhiên do một số đoạn đê còn khá mỏng nên vào sáng nay nhiều đoạn nước tràn qua đê chảy thẳng vào nhà dân. Để tránh thiệt hại đến vườn cây ăn trái, bà con đã nhanh chóng khắc phục từ lúc 4 giờ sáng. Ngập này không dám vô vườn nữa đó. Vô vườn sợ nó động gốc á, nó chết, bỏ vô đó là mười mấy 20 triệu rồi đó. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước trên các sông còn tiếp tục lên nhanh trong 2-3 ngày tới. Trong lúc này, bà con vẫn đang duy trì các biện pháp ứng phó. Thưa quý vị và các bạn, mấy ngày qua, các phương tiện truyền thông đã liên tục đưa tin về cơn bão số 12 để người dân cảnh giác và nắm rõ thông tin. Hình ảnh mà những phóng viên có mặt ngay tâm bão chuyển về đã phần nào giúp cho người dân cả nước thấy được sức tàn phá kinh hoàng của bão và nỗ lực khắc phục thiên tai của đồng bào miền Trung Tây Nguyên. Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hậu Giang đã cố gắng đưa đến cho khán giả thông tin kịp thời, hình ảnh xác thực nhất về cơn bão số 12 ngay từ lúc mới hình thành và nhận được nhiều ý kiến phản hồi, chia sẻ của khán giả gần xa. Tất cả đều bày tỏ mong mỏi sự bình an nơi vùng bão. Suốt 3 ngày qua, từ khi có những dự báo ban đầu về áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 12 hình thành trên Biển Đông, trong 6 bản tin trực tiếp hàng ngày từ 6 giờ sáng đến 22 giờ tối phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, hơn 80% lượng thông tin trong mỗi chương trình đều dồn vào cập nhật liên tục, chính xác mọi cử động của bão số 12. Những dự báo tiếp theo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương để bà con phòng tránh. Đặc biệt, do ngày hôm qua, Đài đã tăng cường thêm một bản tin đường dây nóng online phát sóng lúc 15 giờ để khán giả nắm bắt được tình hình mưa bão. Cách 2-3 giờ đồng hồ có một bản tin được thực hiện trực tiếp trên Facebook, website, YouTube của Đài. Nhìn từng dòng người hối hả đi tránh bão, từng cơn gió mạnh cuốn bay nóc nhà ở Khánh Hòa, Nha Trang, Phú Yên như xoáy mạnh vào trái tim của những khán giả đang xem chương trình. Ai cũng nóng lòng theo từng tin bão xa và gửi về hàng ngàn bình luận với những lời nhắn nhủ rất cảm động, đầy sự sẻ chia. Một khán giả viết: em thấy trên truyền hình thương người dân Việt Nam, xem sáng, trưa, tối chỉ biết chắp tay xin trời cho mau mau qua thảm họa thiên nhiên này. Việt Nam từ miền Bắc đến tận đất mũi Cà Mau, đâu đâu cũng có bão giáng thăm, nhưng khi qua là để lại đau thương, mất mát. Khán giả Diêm Trần buồn lòng nói: lúc nào cũng vậy, miền Trung mưa bão thì miền Nam ngấn lệ. Đến Tết rồi mà bây giờ lại bão, thật xót xa. Rất thương bà con sống trong tâm bão, nên nhiều người vẫn mong: bão ơi, qua mau đi, đi ra xa đi, để người dân được bình an. Ngoài cầu nguyện cho bão mau tan, thì khi xem tin tức Đông Tây phát sóng lúc 6 giờ sáng qua, nhiều khán giả còn thông báo tình hình thời tiết chỗ mình ở cho mọi người cùng biết. Đắk Lắk đang mưa tầm tã lúc 4 giờ rưỡi, thành phố Hồ Chí Minh mưa lâm râm, nhưng rất âu lo vì không biết chiều nay sẽ ra sao, bão có đến không. Nhiều người còn hỏi Cà Mau có mưa không, Vũng Tàu có được sóng yên gió lặng, Tây Nguyên thế nào rồi. Lòng người như nhẹ đi khi biết tin Bình Thuận chưa thấy mưa, Sóc Trăng, Kiên Giang nắng vẫn hửng nhẹ. Nhưng khi biết tin bão đã đến Nha Trang, Khánh Hòa thì ai cũng nhắn gửi: mọi người nhớ núp bão cẩn thận nhé. Anh Nguyễn Hải mong bão sớm suy yếu nhanh chóng để bà con trở lại cuộc sống bình thường. Khán giả Châu Trần Ngọc tiếp lời: chúng tôi đang theo dõi bản tin của các bạn từng giờ. Cảm ơn các bạn đã thông tin chi tiết về bão số 12. Vì các tỉnh bão đổ bộ, có người thân của chúng tôi. Trong những lúc hoạn nạn như thế này, tình thân quyến luôn dạt dào trong mỗi người. Bão càng quét bất cứ nơi nào thì trong lòng người dân trên mọi miền đất nước cũng nặng trĩu những âu lo. Mọi tấm lòng, sự sẻ chia đang hướng về người dân vùng bão với những mong ngóng tình tốt lành sẽ đến. Và trong lúc này, hai chữ bình an
thật quý giá biết dường nào. Thứ hai ngày 6 tháng 11, họp thông qua vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Thứ ba ngày 7 tháng 11, họp ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hậu Giang. Chiều cùng ngày, họp tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong công tác giải phóng mặt bằng dự án khu hành chính mới huyện Long Mỹ. Thứ tư ngày 8 tháng 11, họp ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Hậu Giang thông qua dự thảo kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Thứ năm ngày 9 tháng 11, hội thảo giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về cư trú trên địa bàn tỉnh. Làm việc về cơ sở Ngân Anh xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa Bảo Xuân. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự tối nay của truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.